afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review về cái bộ trang phục trộm cắp hai mặt của nhân vật Kẻ Đào Vàng cho bạn cùng xem nha. Đấy, ui chưa gì, AirPods hết pin rồi, mọi người thấy không? Với cái bộ trang phục này thì nhìn nam trang phục Kẻ Đào Vàng mình thấy rất là ấn tượng nha. Đẹp. Đấy, đấy. Ngầu quá mọi người ơi. Nhưng mà em mê Galati hơn, nên là em đã sắm Galati cho nick của em. Còn Đào Vàng với cả Hương Sư thì công nhận nó cũng rất là ngầu ấy, nhưng mà không phải gu nên là mình cũng không mua. Đây là tài khoản của bạn Monley đã cho mình mượn để có thể review cho mọi người. Và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ em để em có được những cái clip như thế này. Thật sự rất là cảm động và cảm ơn mọi người đã mang lại cho em rất là nhiều cái cơ hội để được review trang phục, đúng không? Rất là yêu thương mọi người luôn. À, trận đấu này thì mình sẽ chơi chế độ 8-2 nha. Ui dồi ôi, sướng quá mọi người. Còn gì bằng chơi vào buổi chiều, cuối cùng là 11 giờ ngày hôm sau up lên, đúng không? Thế là có nguyên clip 8-2 vào buổi trưa, nên quá sướng luôn, được giải trí. Chứ thường thì mình làm vào 3 giờ chiều thì chắc chắn là mình cũng sẽ không có kịp thời gian để đăng vào lúc 5 giờ. Tại mạng nhà em nó lag dã man. Cuộc sống nó thu nhỏ lại chỉ bằng một cái cục, không phải cục, chỉ bằng một cái tên, đó chính là 4G. Đào Vàng này nó tăng sức mạnh, nhưng mà mình đọc mà mình cũng không hiểu nó tăng cái gì nữa. Đọc rất là lú. Nên là bạn nào hiểu mọi người comment cho mình biết để mình có thể là hiểu rõ hơn về cái tăng, chứ mình đọc xong mình cũng không hiểu là tăng về cái gì luôn. Nó có cái thuật ngữ nên là đâm đạn ủi vô là bắn súng liền luôn, nên là mình cũng rất là mù mờ mụ mị. Ăn cho cố vô để híp mắt vào cũng có hiểu cái gì đâu. Trời ơi, hôm qua đi ăn sáng nay đi ăn mùng 5 năm về, người chân tay nó giã rời ra ấy, xong rồi thêm trời nóng nữa. Thật sự luôn. Chỉ có vô phụ cuốn ở miền Bắc gọi là chả bánh đa đấy, nhưng mà trong mình gọi là chả giò. Rồi bê, rồi đốt, lấy tiền, rồi làm đủ. Rồi chén cũng có nữa. Thế là lúc về, thật sự giờ chỉ muốn nằm ngủ một giấc thôi, cho nó sướng cái thân. Bởi vậy nhiều người họ sẽ có cái gu đi này đi kia ấy. Tôi thì tôi chỉ muốn ở nhà cho khỏe cái thân. Trời ơi, đi giờ chân tay nó ê ẩm dã man, thì chỉ muốn ngủ. Nhưng mà công việc sao bỏ được, đúng không? Đợt vừa rồi bảo đi Châu Đốc đồ đó, xong cuối cùng cũng có đi đâu. Nhưng mà cái ngày đấy là mình cũng đã để dành được rất là nhiều video clip. Xong rồi là đến ngày đó hủy kèo không đi nữa, cái là tôi cũng sốc. Rồi tới cứu nè, nhưng mà chắc là cũng không có kịp tới đâu. Để mình sẽ đi kiếm phim đã. Thấy rồi, nó thấy rồi đó. Cái trang phục này nó gắn cái đèn trên đầu nhìn hay ha. sáng. Mấy quả skin có mấy cái đuôi nhìn xinh dã man. Áo thì màu xanh, quần thì màu da bêu, da màu, da gì? Da bò. Tôi cũng có cái áo xanh này nè, tôi cũng có mặc trên livestream. Hí. Rào cửa sổ hả? Úi giời ơi, súng mà rung màn hình luôn á. Thích dã man. Từ từ để mình đi cứu người đánh bóng. Ui dồi ôi, cái móc nó xuyên qua đầu luôn kìa. Mày chết đi. Ui, giáp vàng thì chịu rồi. Thanh niên kia thấy giáp vàng cũng làm biếng đánh bóng luôn. Hey. Ông kia nha luôn cái 500 rồi. Thôi tàn đời. Chắc là mình sẽ phải cứu lần 2 thôi.
một cái ghế rất là hiểm. Map này có 3 vị trí ghế hơi bị hiểm cho nên là sẽ rất là khó để chạy. Để mình mua thêm đồ rồi mình support cho. Có một cái nam châm rồi. Hiện tại thì máy sửa rất là nhanh, nên là cái vấn đề về máy móc thì chắc là cũng không cần quan tâm lắm. Có đồng đội lo rồi. Một người lên ghế, hai người vui. Ngon quá. Kim chi đỏ ao, thơm phức. Thơm quá thơm rồi. Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy? Chắc là mất. Ui trời ơi, vừa nhảy cửa sổ một cái mà nó pram chạy đúng gớm luôn á. Ôi chết em rồi. Em biết phải làm sao đây. Ngon quá. Thôi, ngon quá ngon rồi. Ôi né thế rồi mà vẫn trúng kìa. Ảo vãi. Rồi cái giá phải trả thôi, đúng không? Trước sau gì cái ghế cũng phải ngồi. Tránh sao tổ hợp. Sau khi mà review hết cái đợt trang phục này thì mình sẽ tiếp tục review đến những cái phần phụ kiện. Cho nên là từ hôm cập nhật đến giờ thật sự mình sống trong ạc của mọi người không? Kiểu giống như là mình dọn đồ qua ở luôn rồi đó. Cái ạc của mình bây giờ kiểu bỏ xó qua một bên. Chỉ có buổi trưa hay là buổi tối ấy, là vô đi ba trận tranh xong là out. Bắt đầu là sẽ inbox đến cái bạn mà có cái bộ trang phục hay là cái gì đấy là mình có nhu cầu mình mượn để mình review ấy. Là em ơi em cho anh mượn nha. Đấy, các cháu có thấy hoan ngầu không? Chơi nguyên buổi tối chả có cái clip nào. Thắng làm vua thua xóa clip. Chuyện đó thì kiểu rất, nó rất là đơn giản luôn. Ai cũng có thể hiểu. Ui, cover tui mọi người ơi. Mình không dám ném nam châm luôn á. Tại vì là sợ ném trúng đồng đội. Vật giáp Gaia lên đi con quỷ. Ôi, không có đủ tài năng thì đừng đấu với chị ha. Không có tri thức, không có đủ trí tuệ. Nhẽ ra là tôi có thể là đủ tiền mua thêm một cây súng. Úi giời ơi. Úi giời. Ôi. Trời ơi. Hôm nay bên sẽ múc băng súng nha. Bên xin chào tất cả mọi người và chúc mọi người ăn buổi tối ngon miệng. Sau đây bên sẽ ăn nha mọi người. Ăn. Rồi nhây nè. Còn súng không? Rồi cũng gọi là nhây đồ đó. Rồi. Còn không thì nhảy nữa cơ. Ô kìa ông này còn không chịu nhảy nữa, chả hiểu nổi luôn. Mặn ha. Úi giời. Trời, tôi tưởng ông này đai chứ. Hên ghê. Top 1. Ngon quá. Đầu hàng luôn. Ngon quá ngon rồi. Và mọi người đừng chuyển kênh nhé. Mình sẽ làm thêm trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Ở một trận đấu 8-2 với sự lém lâm châm thật là vi diệu. Rồi, mình quay trở lại trận đấu thứ hai với map Bệnh viện Thánh Tâm. Ok, map chơi thường này thì sẽ sử dụng được phụ kiện này. Nam châm nó sẽ đẹp đẽ hơn, lộng lẫy hơn. Ôi, đức mẹ tới. Ủa mọi người coi nó đi kìa, nhanh như quỷ. Nó có nhánh mèo không vậy trời? Thường thì Hunter nó hay cầm nhánh mèo đồ game lắm. Nó đi đúng y như là ái. Mình mà không núp là coi như tàn đời liền đúng không? Cái bộ trang phục này nó nhìn ná ná giống như kiểu con sóc bay phải không ta? Nhìn giống. Trời ơi, đức mẹ ra nữa. Ủa gì vậy bà?
bà đi một vòng qua đây bà chưa chán hả? Thôi thả mèo ra check check đồ đó, check it out rồi đó. Nhưng mà rất là tiếc, không có tài năng thì đừng đấu với chị ha, mà qua đây mà kiếm. Có thể nó sẽ nghĩ con mù đang ở đây, mà đi là đi rồi. Thương ghê gì đó, thương như con guộc vậy. Mình có thể làm một cái mèo xóa luôn con đào vàng được không? Chứ khó chơi quá, buồn quá. Công nhận là cái áo xanh nhìn đẹp nhở, nhìn mê dã man, nhưng mà kiểu giống như là nó là cái loại áo dai gì ấy, nhìn cũng khá là nóng. Trời ơi, bữa nay trong miền Nam mới nóng dã man luôn đó nhở, mọi người thấy không? Mấy ngày mưa nhìn thích thật ấy, xong cái tự nhiên giờ nghe thấy cái gì Elilo, Elinmu cái gì nó quay trở lại. Chiều tới là cái điện thoại của mình mà kiểu không ngồi ngay cái quạt hoặc là không nằm trong khu vực mà máy lạnh trong khu vực bạn đó ấy, là thôi rồi. Là hiểu là cái điện thoại nó tụt pin rồi, nó tối màn hình đến nỗi mà chơi mà không dám sờ vô cái phần lưng điện thoại luôn, là mọi người biết rồi. Không biết là nó sẽ nổ, phát nổ lúc nào luôn. Cảm giác thật là rùng mình. Như thậm chí là nhiều khi ngồi ngay quạt mà nó hút cái hơi nóng, nó phả ra cái hơi nóng vào mình, nó còn nóng hơn là không dùng nữa cơ. Thế đâm ra là chấp nhận cuộc sống này thật là bế tắc. Rồi cho chơi ra bù máy nè. Thôi nhảy như Michael Jackson vậy đó. Bây giờ Shopee báo rồi trời. Lát nữa cho Shopee vô cái danh sách đen. Rồi, chị mù lát sửa cho em cái máy bãi cai nha. Để em đi cover ma thuật sư. Dù là biết trận này em không có mang nhánh 6 em dùng. Ủa? Gì vậy bà? Yêu nó thương ghê, thương quá rồi. Ủa sao vậy? Ổn không bà? Ủa emote đồ đó, úi giời đội mèo lên đầu trường sinh bất tử. Trời ơi. À không friendly lắm nha. Hôm nay mình xin múc bang mèo An nha, mời bạn ăn. Ôi emote đồ đó, thân thiện đồ đó. Đấy, mọi người đừng có đam mê friendly quá. Giả dối. Hi. Thôi, mèo gì mà sục dữ vậy trời. Đây nè má. Chị ơi, đi chị. Rồi xong nó ngủ luôn má. Cái quả 500 đấy là nó ngủ muốn giấc thiên thu luôn rồi đó. À thôi dính mèo rồi. Đa cho em lần này đi anh. À. Ôi, đánh mù rồi. Đơ. Ngủ quỷ máy 84 rồi fly ấy rồi. Ôi ui da đau quỷ. Hi ấy á, đau rồi. Máy pram mà dùng mất cái bling sao bắt người bà. Rồi ôi thôi chết rồi. Ố sao mà mình dùng 500 mà cái con mèo nó vẫn dính trên người mình vậy ta? Tạm đời. Đã cho em lệnh này đi chị. Đôi mắt nó đỏ như cha xịt tinh dâu vậy đó. Đôi mắt đong đầy sự yêu thương.
đôi mắt đã chứa chan sự tình cảm dạt dào vô bờ bến của người mẹ dành cho người con. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi lại già thêm một tuổi. Nhưng mà bà An không có già. Cứu em, còn sống mà sang đây cứu em đi mọi người ơi. Hãy cứu một chàng trai với bộ trang phục A đầy sự xinh đẹp ở nơi đây, đúng không mọi người? Lẹ nè, cứu lỗi thì xóa clip. Trời ơi, rất là dễ dàng để xử lý. Rồi con mù nó ừ hứ kìa mọi người ơi. Ừ hứ. Mọi người nhìn con mù không? Nó đang ở đằng xa xa đó. Ủa, ngủ luôn má. Nó ngủ luôn rồi đó. Ủa, ông kia đã... Ủa. Từ từ nha. Còn thở là con gỡ. Cứ ngồi yên giữ nguyên hiện trường đã. Hiêu em nè, rồi ra cứu. Hiêu bé. Đâu rồi? Để mình tắt bật cái chế độ chơi lên. Khổ không bật lên á thì nhiều khi tin nhắn quan trọng hay là cuộc gọi nào gọi tới không biết để nghe thì rất là khó. Trời ơi, hiêu đi còn ra mà phiếu phiếu nữa. Quỷ. Rồi ra cứu nè. Trời ơi, với kinh nghiệm trong năm làm nghề, em cuối cùng em đã có biết dùng flywheel. Từ nha, đây. Yo. Ok. Để cho nó đạp mèo đã cứu. Rồi đâu. Hiu. Qua đây. Ủa, nó tới đó kìa. Vô luôn. Mở cửa lẹ. Mở cửa. Mắc cái gì mà không mở. Yo. Vui quá à. Gặp mèo A và chơi đào vàng vui lắm luôn á. Và mọi người đừng. Và mọi người, mình sẽ kết thúc video clip đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha. Bye bye.